Chào tất cả mọi người nha. Bữa nay mưa lớn quá trời nè. Sẵn nhân tiện đây thì mình vệ sinh ngăn nắng cho mọi người xem coi là cái ngăn nắng này của mình nè. Tầm cỡ khoảng gần 3 tháng là bữa nay mình mới vệ sinh nha. Thường thì khi mà mình xả nắng á, tầm cỡ khoảng 1 tuần thì mình xả cái ngăn này ra một lần. Còn vệ sinh thì khoảng 1 tháng đến 2 tháng thì mình vệ sinh một lần. Bữa nay thì do công việc hơi nhiều á, mình để gần 3 tháng. Bữa nay mình sẽ vệ sinh cho mọi người xem coi là trong những cái vật liệu lọc trong ngăn lá của mình đó nó dơ nhiều hay không nhé. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím. Đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Đây nè mọi người, vật liệu lọc trong ngăn nắng của mình nè. Do mình sắp ngang nên mình sử dụng Z-Mask nha. Anh em có thể là xài lưới lan cũng được. Mình sắp ngang chứ mình không có sắp đứng. Đây, đây là gòn đen nè. Chủ yếu là cái bông gòn nó dơ mọi người. Cái bông, tại vì á, cái miếng Z-Mask này nè, mình bỏ vào trong cái chỗ ngăn nắng của mình á, nó còn bảo 1 phút nè. Nên là mình tận dụng cái bông gòn á, để mình nhét vào, để cho nó chín luôn. Đó, thì anh em thấy là nó cũng dơ một phần rồi đó thôi. Chủ yếu là cái gòn thôi, cái kẻ thôi. Còn cái Z-Mask đó là mình để tổng cộng là 3 lớp nha, 3 lớp Z-Mask. Rồi không còn nữa. Nước này nói chung là cực kỳ dơ luôn em. Bây giờ mình tiến hành mình sẽ vệ sinh cái phần này nha mọi người. Còn cái nước trong ngay chỗ lắng thì mình sẽ xả ra hết. Sau đó mình sẽ bù nước vào ha. Thì đó là cái cách mà mình sắp xếp vật liệu lọc trong ngay chỗ ngăn lắng cũng như là mình vệ sinh thay nước nha mọi người. Trong ngăn lắng này của mình chủ yếu là mình xài Z-Mask nè, gòn đen thôi. Chứ mình không có xài chổi, tại vì cái ngăn của mình nó nhỏ đó, xài chổi thì mình thấy nó không có hiệu quả. Với lại do bơm mình để bên trong đây nữa, mình xài Z-Mask với lại gòn đen á, mình sắp được nhiều lớp. Rồi bơm mình sẽ để trên cùng, mình chỉ lấy nước sạch thôi. Còn nếu mà cái ngăn lọc của anh em mà nó lớn á, nó có không gian thì mình có thể là xài chổi nha. Từ ngay chỗ cái ngăn này thì mình bơm lên hai cái thùng lọc. Hai cái thùng này là gần 3 năm rồi mình chưa có vệ sinh nha mọi người. Chủ yếu là mình vệ sinh cái ngăn lắng của mình thôi. Rồi lúc trước là tầm cỡ khoảng 1 tháng thì mình vệ sinh một lần. Nhưng mà cái thời gian gần đây thì do anh chị em cô chú ủng hộ sản phẩm bên mình tương đối là nhiều á, nên là tầm cỡ khoảng 2-3 tháng mình mới vệ sinh một lần. Bữa nay là cái thời gian lâu quá mình mới vệ sinh nha mọi người. Nhưng mà anh em thấy là nó cũng hầu như là không có dơ nhiều, tại vì 4-5 ngày thì mình xả nó ra hết một lần rồi. Còn chủ yếu là nó bám những cái phân là những cái thức ăn cặn li ti á, nó bám lên cái lớp Z-Mask đầu tiên ở cái tầng dưới cùng thôi, thì mình lấy ra mình vệ sinh thôi, chứ thực chất là nó cũng không có dơ nhiều. Đó là cái cách mà mình vận hành. Thì đến thời điểm hiện tại bây giờ thì hồ của mình hoạt động cái thời gian cũng khá lâu rồi, như mọi người thấy nước rất là trong và cá của mình cực kỳ khỏe luôn. Nếu mà anh chị em cô chú nào ở nhà mình có những cái mẫu hồ mini á, mình không có diện tích để mà xây những ngăn lọc lớn á, hoặc là 2-3 ngăn, thì mình có thể là làm một cái ngăn lắng rồi sau đó là mọi người sử dụng hai cái thùng lọc giống như của mình. Quan trọng nhất là cái cách mình lựa chọn bơm, sắp xếp vật liệu lọc như thế nào để cho nó xử lý nước tốt thôi. Nếu mà anh chị em cô chú ở nhà mình có hồ, có một ngăn lắng và có hai cái thùng lọc mình chưa biết sắp xếp như thế nào á, anh em xem video mà thấy nước trong hồ của mình nó ok thì mọi người cứ liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Thì mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh em cái cách mình sắp xếp để giúp cho chất lượng nước trong hồ của mọi người được xử lý một cách tốt nhất nha. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong một video gần nhất. Mình chia sẻ những cái mẫu hồ mới, những cái cách làm lọc mới lên kênh để cùng như là mọi người tham khảo nha.